Sam Kerr vũ công của tuyển nữ Australia. Trước trận đấu nữa giữa tuyển nữ Canada và tuyển nữ Australia, Sam Kerr, ngôi sao bóng đá đình đám, được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt quan trọng cho đội tuyển Australia. Với tư cách là đồng chủ nhà, tuyển nữ Australia đã đặt mục tiêu lọt vào bán kết World Cup nữ lần đầu tiên trong lịch sử. Mục tiêu này không phải là viển vông vì Australia đã từng lọt vào tứ kết 3 lần và hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng FIFA. Không hề dễ dàng, tuy nhiên, mọi kế hoạch của Australia không diễn ra suôn sẻ. Sam Kerr, chân sút chủ lực, đã bỏ lỡ cả hai trận đầu tiên, khiến tuyển nữ Australia, còn được gọi là Matildas, gặp nhiều khó khăn. Sau chiến thắng khá nhọc nhằn trước tân binh Ireland, họ đã phải chịu trận thua sốc trước đại diện châu Phi Nigeria. Mặc dù được đánh giá cao hơn về mọi mặt, Australia không thể thể hiện sự ưu thế trên sân. Áp lực trước trận quyết định, thất bại trước Nigeria, đội xếp thứ dưới 30 trên bảng xếp hạng FIFA, đặt Australia vào thế chân tường. Họ cần phải giành chiến thắng trước Canada trong trận đấu sắp tới để tự quyết số phận. Trường hợp hòa, Australia cần hy vọng Nigeria thua Ireland với hiệu số bàn thua ít hơn để giành vé vào vòng 1/8. Tinh thần chiến đấu, không muốn để số phận rơi vào tay đối thủ, Australia sẵn sàng đối mặt với áp lực. Với việc New Zealand sớm bị loại, Matildas đang phải đối diện với nhiều thách thức. Họ quyết tâm thi đấu hết mình để đảm bảo rằng kỳ World Cup nữ lịch sử này sẽ không trở thành một vòng chung kết thất bại cho đất nước chủ nhà. Sự trở lại quan trọng. Một tin vui cho Australia là sự trở lại của Sam Kerr. Với 63 bàn thắng sau 120 trận cho Matildas, cô đã chứng tỏ mình là điểm tựa đặc biệt của đội. Không chỉ góp phần về chuyên môn, Sam Kerr còn hứa hẹn thúc đẩy tinh thần chiến đấu của các cầu thủ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Tony Gustafsson trở nên mạnh mẽ và quyết tâm hơn bao giờ hết.